Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Chợ bóng dưới lòng đường nhé. Trận bóng vừa mới bắt đầu thì tôi cướp được bóng. Tôi liền truyền bóng cho Vũ. Vũ sút bóng về phía cung thành đối phương. Bỗng có 5 bạn bên đối phương xuất hiện, lao vào. Lập tức Vũ truyền bóng cho Long. Long chỉ có đợi đến vậy, liền sút bóng rất mạnh. Cái đầu húi của cậu làm cho một tiếng kít, thì cậu mới sững lại. Thì ra là quả bóng nó đã đâm vào một chiếc xe máy của một người. Bác đi xe nổi giận làm cả bọn chạy toán loạn. Một lúc sau, bọn trẻ hết sợ liền hò nhau xuống lòng đường chơi bóng đá tiếp. Lần này tôi quyết định chơi bóng bổng. Rồi tôi sút bóng chạch lên bị vỉa hè đâm vào đầu một cụ già. Cụ ôm đầu khuỵu xuống. Một bác đứng tuổi chạy ra đỡ cụ, quát mắng chúng tôi: "Chỗ này là chỗ chơi bóng à?" Chúng tôi sợ quá chạy đi mất. Bỗng một chiếc xích lô xịch tới. Người bác đứng tuổi đỡ ông cụ lên chiếc xích lô vừa bực bội: "Thật là quá quắt." Tôi nhìn lén, bỗng thấy lưng ông cụ sao còng giống như lưng ông nội thế. Tôi bèn chạy theo xích lô và mèo máo: "Ông ơi, cụ ơi, cháu xin lỗi cụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe."